Đoạn clip chủ shop chửi mắng Tam Thệ, thậm chí hành hung nữ sinh đến đòi lương lan truyền với tốc độ chóng mặt từ tối 20 tháng 9. Dân mạng phẫn nộ với hành xử kiểu giang hồ của nữ chủ shop và truy tìm bằng được Facebook của người này. Cách đây vài giờ, bài đăng được cho là của chủ shop giày tiếp tục thu hút chú ý. Trong bài đính chính, tài khoản được cho là chủ shop cho biết nữ sinh xin vào làm với cam kết làm ít nhất 6 tháng như vừa làm được 1 tháng đã xin nghỉ. Tài khoản này cũng nói thêm vào thời điểm nữ sinh xin nghỉ, cô chưa biết bật tắt máy tính, cửa hàng chưa kịp đào tạo. Trước khi xảy ra vụ xô xát, nữ sinh này đã đến làm việc với bộ phận kế toán của cửa hàng nhưng không giải quyết xong. Sau đó, đích thân, chủ cửa hàng phải tiếp chuyện. Bài đăng khá dài được cho là của chủ shop giày đánh nữ sinh. Cũng trong bài đăng, người được cho là chủ shop nghi ngờ, có một bên thứ ba xúi dục bạn ấy đến để mình tức giận và xô xát, gây nên tình trạng như này. Mình đã chuyển khoản đủ cho bạn ấy 4 triệu. Mong các bạn có thể hiểu được nỗi khổ của người trong cuộc. Cảnh chủ shop đe dọa, đánh nữ sinh túi bụi được quay lại. Cuối bài đăng, người này mong muốn dân mạng ngừng chia sẻ video và nháy máy điện thoại. Bài đăng nhanh chóng được chụp màn hình và truyền tay dân mạng. Tranh cãi xoay quanh câu chuyện này vẫn chưa có hồi kết. Được biết, công an phường Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân, Hà Nội đã nắm được thông tin và bắt đầu vào cuộc.